Sáng nay, hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2014 đã khởi hành tại cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh. Hành trình do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức. Tham gia hành trình có 198 đại biểu đến từ nhiều địa phương, tổ chức chính trị xã hội, trong đó có 90 đại biểu là những gương mặt trẻ tiêu biểu của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Với chủ đề tuổi trẻ vì chủ quyền biển đảo Việt Nam, hành trình sẽ đi qua các điểm đảo trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn JK1. Đoàn sẽ đến thăm tặng quà kết hợp với tìm hiểu tình hình thực tế, điều kiện sinh hoạt của quân dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn JK1, đồng thời tiến hành nghiên cứu hai công trình chiếu sáng trên các điểm đảo bằng sức gió và công trình nghiên cứu xây dựng sân bóng đá cỏ nhân tạo trên đảo. Tổng số tiền và quà tặng do các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân quyên góp ủng hộ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quần đảo Trường Sa có trị giá trên 2 tỷ đồng do các tổ chức doanh nghiệp cá nhân quyên góp ủng hộ. Là đại diện cho tuổi trẻ Bách Khoa, tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh tham gia đoàn hành trình này, mình mong muốn rằng qua cuộc hành trình này mình sẽ kết nối được tình cảm của các bạn thanh niên, sinh viên, các thế hệ trẻ, các thầy cô giáo trẻ để gửi gắm đến chiến Trường Sa, và cũng mong muốn có những cái nhìn mới hơn về Trường Sa, có những trải nghiệm về tình quân dân ở huyện đảo. Tôi rất là vinh dự được tham gia cái đợt chuyến công tác Trường Sa này, thì tôi mong muốn là gửi tới các anh em người chiến sĩ tại Trường Sa hãy giữ vững niềm tin, và những người dân Việt Nam luôn luôn đồng hành cùng anh. Trong hành trình, ban tổ chức sẽ phát động phong trào thi đua với nhiều hoạt động như tổ chức các cuộc thi ảnh, sáng tác văn thơ, các bài hát, các hoạt động văn hóa văn nghệ, viết nhật ký hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, xem phim tư liệu. Thông qua chuyện này thì chúng tôi cũng muốn gửi gắm đến tuổi trẻ cả nước cái tinh thần là mỗi bạn trẻ hãy làm hết sức mình bằng những việc làm, hành động thiết thực cụ thể trong lao động, trong sản xuất, trong học tập, trong công tác, để chúng ta mỗi người hãy thể hiện cái tình yêu đối với biển đảo, cái khẳng định chủ quyền biển đảo thông qua những cái việc làm, những hoạt động cụ thể hàng ngày. Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương là hoạt động có ý nghĩa chính trị để các bạn trẻ và tất cả những người con đất Việt sống trên mọi miền tổ quốc cũng như ở nước ngoài hướng về tổ quốc, cùng bày tỏ ý chí quyết tâm mạnh mẽ trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Theo kế hoạch, hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương sẽ kéo dài đến ngày 6 tháng 6 năm 2014.